bày ghép máy phê vậy nè, đủ tiêu chuẩn chưa? Máy thổ luôn, kèm mắc me, nhiều nước, hốc nước khá tốt luôn. Trống thổ cà lâm, hút tiếng khách phê, liều thuốc mới nha em. Con máy là em của con thổ gốc dừa đây nè. Gốc chim này khỏi bàn ha, khỏi bàn cãi được nữa, kèm ngặt lắm. Em gốc dừa, con trống thổ gì đây không biết, không có gì đây nên pha đặt cái dùng cái tên này. Tống này tống chiêu gù luôn á. Này máy nhóc này ha, máy rất là đẹp luôn nè, mình hối đổ chung mình cân xứng cân nhắc giữa những con chim với nhau, những giọng với nhau, nó đủ thiếu gì bù luôn anh em. Hy vọng sẽ ra những siêu phẩm. Em tham khảo chơi ha. Mới nè, ghép tiếp phê chưa, trống thổ hay thổ anh em.